nhiều người phân vân không hiểu vong hồn có thể vào nhà được không. Nhất là khi một người vô tình đi xem bói và được biết trong nhà mình có vong, càng cảm thấy hoang mang, không biết nên làm thế nào. Hãy cùng chúng tôi giải đáp thắc mắc của bạn nhé. Một, vong hồn có thể vào nhà được không? Nếu đã từng tìm hiểu vong hồn, cô hồn có thật hay không thì ta đã biết là có tồn tại những vong linh đang lai vãng khắp thế gian này, và thực ra họ cũng là người, nhưng khác một điều rằng ta còn sống còn họ đã chết. Khái niệm vong oan gia, vong người bị tai nạn, vong linh gia tiên, vong tà, tự chung đều là vong, hay theo thói quen chúng ta gọi là ma. Nhiều chuyên gia khẳng định vong hồn không tự nhiên mà vào nhà được. Điều này đúng, vong hồn có thể vào nhà được, thế nhưng chỉ trong một số trường hợp nhất định mà thôi. Hồn ma cũng có những quy định, luật lệ nhất định mà họ phải tuân theo, nếu không sẽ bị đánh tan hồn phách, không còn cơ hội để tái sinh, thế nên nhìn chung nhà người khác thì các vong linh không được vào. Thậm chí không ít người nằm mơ thấy người thân đã khuất về chỉ đứng ở cổng ngó vào chứ không vào được bên trong, nếu muốn gần lại chúng ta cũng không được. Thế nên từ ma cho tới quỷ cũng phải có sự đồng ý của chủ nhà mới được vào. Chỉ là chúng ta không biết mình đã mời các vong linh này từ lúc nào mà thôi. Như vậy, nếu một ngày bạn cảm giác lạnh gáy, là lạ khi bước vào nhà thì hãy cẩn thận vì có thể là có vong lạ trong nhà. 2. Những trường hợp vong vào được trong nhà. 2.1 Được chủ nhà mời bằng cách gọi tên. Có trường hợp gia chủ trực tiếp mời con quỷ, con ma về nhà nên thổ công cũng không thể can thiệp. Một khi chủ nhà đã đích thân mời vào tức là khách, lúc này thổ địa thổ công sẽ không làm khó. Ví dụ như có trường hợp gia chủ đi thắp hương cho người thân ở nghĩa trang, mời họ về nhà nhưng không chỉ đích danh, thông tin đưa ra không rõ ràng, ma quỷ lợi dụng điều đó để về nhà. Đúng ra, trước hết cần phải xin phép ông thần giữ nghĩa trang, sau đó trình bày cụ thể, hôm nay là ngày giỗ của cha, ông con, tên là, sinh, mất, địa chỉ, hôm nay là ngày giỗ của cha, ông con. Xin phép ông thần mở cửa nghĩa trang cho cha, ông con về nhà ăn giỗ. Thế nhưng nhiều người vì làm qua loa nên chỉ nói vài thông tin chung chung là mời cha, ông về thì rất dễ dẫn vong linh của nhà khác về mà không biết. Vậy nên, khi đi tới những nơi nhiều vong linh như bệnh viện, nghĩa trang, chùa chiền không nên nói linh tinh kẻo mời về các vong lạ về nhà. 2.2 Vong linh đã ở trong nhà trước chúng ta. Nhiều người không quan tâm việc vong hồn có thể vào nhà được không nên họ tập trung xây dựng, sửa sang căn nhà mình mới mua được và chuyển vào đó, không nghĩ ngợi gì nhiều. Cho tới một ngày việc làm ăn khó khăn, gia đình lục đục đi xem bói, người ta mới nói rằng nhà có vong thì mới tá hỏa. Thực tế là cho dù nhiều người không tin vào tâm linh nhưng cuối cùng gặp sự việc như thế cũng không thể làm ngơ. Trong nhiều căn nhà, các vong linh ở sẵn tại đấy từ rất lâu rồi, hoặc đất nền có chứa xương cốt của người đã khuất trước khi chúng ta chuyển đến. Vong linh đã có sẵn trong cái nhà ấy rồi, nghĩa là họ đã ở trước, gia chủ là người về sau nên không biết. Theo suy luận cơ bản thì họ là chủ, còn người mới chuyển tới là khách, thế mới có chuyện nhiều người nằm mơ thấy vong đuổi mình đi, hoặc có người hợp nên vong hỗ trợ cho làm ăn, không hợp thì bị quấy phá. Thế nên trước khi đổ đất nền khi làm nhà, gia chủ phải làm lễ siêu độ hoặc xin phép di dời xương cốt của họ đến một nơi bình yên, có thể gửi lên chùa để họ cảm thấy an ổn. 2.3 Do cùng tần số rung động. Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người là đúng theo trường hợp này, khi đó người và vong hồn có cùng tần số rung động, dân gian hay gọi là hợp vía, nên mới có thể thu hút nhau được, thế nên vong linh hợp với gia chủ và đi theo về. Đây cũng là trường hợp thường gặp nhất. Không ít người kể lại rằng chỉ vì đọc một mẫu báo về một trường hợp nào đó và bày tỏ sự tiếc thương cho họ cũng khiến vong linh này đi theo, chủ yếu là cùng tần số sống. Hoặc vong linh này cũng có thể là người nhà, thân thiết và đã từng có thời gian qua lại, hoặc có nhân duyên gì đó với người sống, có thể kiếp trước là vợ chồng, là người mang ơn, là kẻ thù của nhau, nên những vong linh ấy nhập luôn vào thân người sống, vào nhà. Ngay cả trường hợp này không phải khi nào cũng có thể xảy ra. Theo các cụ xưa thì ông Thổ Công, là thần coi sóc, quản lý sở đất của gia đình ấy, cũng ngăn cản các vong linh vào nhà, nhưng trong trường hợp ma lực, quỷ lực của vong đó quá mạnh, lúc đó nó sẽ tự do vào nhà. Hơn nữa không phải gia đình nào cũng có Thổ Công. Những điều kiện một gia đình có Thổ Công trong nhà.
do có tín ngưỡng của gia chủ, nhưng có tín ngưỡng thờ thổ địa cũng chưa hẳn là có thổ địa trong nhà. Do khí thổ nơi nhà ở hợp, có thể gia chủ không tín ngưỡng thổ địa nhưng vẫn có thổ địa vô. Do tín ngưỡng thổ địa, quan công đã từng tồn tại nơi đó. Hơn nữa, thổ công cũng có sự mạnh yếu khác nhau, và ma sợ họ một phần do chức năng tín ngưỡng của thổ địa và một phần do sự sợ hãi từ nhiều đời nhiều kiếp. 2.4 do ta vô tình đưa vào. Một trong những nguyên nhân ma quỷ vào nhà rất phổ biến là do vô tình ta đưa vào. Đây là trường hợp xảy ra khi ta không biết, không có tâm lý đề phòng. Ví dụ như có một nghệ sĩ từng vô tình cầm món đồ người hâm mộ tặng, trong đó có lá bùa bị yểm khá nặng, về nhà, từ đó người này bị hành rất đáng sợ. Nghệ sĩ này vô tình mời vong linh vào nhà mà không biết. Hay như phong tục hái lộc đầu năm, ta hay bẻ cành ở chùa hoặc ngoài đường mang về nhà. Trong khi đó, rất nhiều vong linh bám trụ trên lá cành này. Nếu vô tình hái đúng cành lá có vong thì ta đã vô tình mang luôn họ về nhà. Thường thì mỗi gia đình sẽ có ông thổ công, nhưng không phải nhà nào cũng có, vì cách thờ cúng sai hoặc có lúc thổ công đi vắng nên vong linh vẫn lẻn vào được. 3. Cách hóa giải khi có vong trong nhà. Để hóa giải hay được hiểu là khi cần đuổi ma, vong lạ ra khỏi nhà, ta có thể làm những điều như sau. 3.1 Có mời thì phải có tiễn. Khi thấy những hiện tượng lạ trong nhà mà bạn nghĩ là có vong do mình không biết mà mời về thì nên nhờ thầy để xem có phải hay không. Nếu có thì nhờ thầy đến cúng vong, hay tổ chức cúng cơm để hòa giải. Loại trừ trường hợp vong tà ác cần loại bỏ và dùng mọi biện pháp trấn áp thì những đa phần trường hợp còn lại cho thấy họ đều rất đáng thương, vì những vong linh này cũng là người, họ chỉ không còn thân xác và đang tồn tại ở thế giới tâm linh song song với thế giới chúng ta sinh sống. Thế nên để mời vong đi, có thể bằng cách giải thích, thấu hiểu, chân tình, không nên xua đuổi ác ý, ta có thể làm lễ cúng để có thể bày tỏ những suy nghĩ của mình với họ. Cúng giúp vong hồn hiểu được thành ý và không ám gia đình, ngôi nhà bạn đang ở nữa. Phải hiểu rằng những vong linh này vì chấp niệm quá nhiều nên mới mãi ở lại chốn này, cũng không thoải mái gì khi đi quấy nhiễu người khác. Vì thế, phải thể hiện sự cảm thông sâu sắc cho họ khi ta muốn hòa giải, nếu không rất khó có được kết quả như ý. 3.2 Cúng siêu độ cho họ. Nếu vong linh đã ở đó trước cả chúng ta một thời gian dài, họ xem đó là nơi ở duy nhất của mình, thế nên họ thường hay tìm cách quấy nhiễu, đuổi chúng ta đi. Nếu ta đã biết được điều này thì nên hành lễ để trò chuyện, thương lượng rằng âm, dương cách biệt, việc ai nấy làm, không ân oán, không can dự tới nhau. Hoặc tốt hơn hết hãy nhờ thầy thuyết phục họ dời đi, đưa họ lên chùa, hoặc làm lễ cầu siêu cho linh hồn họ được siêu thoát. Quan trọng là đáp ứng mong muốn của họ, giúp họ sáng tỏ vấn đề. Ngay cả với trường hợp vong linh cùng tần số rung động và bị ta đưa về hay vô tình đưa vào nhà bằng cách nào đó cũng có thể thực hiện các bước tương tự như trên. Điều quan trọng là lắng nghe mong muốn của vong linh, thuyết phục, đáp ứng phù hợp để họ cảm thấy thoải mái, chấp thuận. Rất nhiều vong linh cố chấp, họ không dễ dàng nghe lời chúng ta, thế nên nếu có thể hãy cho họ được nghe tụng kinh cho thần hồn bình an, bố thí đồ ăn mà họ thích, nếu có thể hãy xin được giải oan hay giải thoát phiền xích vong tà ác trong trường hợp vong linh lang thang bị vong tà ác giữ làm tay sai hoặc lợi dụng. Tốt nhất là làm lễ cầu siêu giúp họ sớm siêu thoát, chuyển kiếp, làm được việc này chúng ta đã có thể làm nên một việc thiện rất quan trọng. 4. Cách tránh để cho ma quỷ không vào được nhà. 4.1 Trồng loại cây hoặc mang theo vật dụng tránh tà. Thực chất theo quan niệm dân gian, có những loại cây có khả năng đặc biệt trong việc trừ tà mà, xua đuổi ma quỷ, vì chúng là cây có mệnh khí lớn, có thể xua đuổi được các vấn khí xấu, tà ma, quỷ xung quanh. Mọi người có thể chọn trồng cây tùng, cây cao cảnh, vạn tuế trước nhà, vì chúng không chỉ có tác dụng trừ tà khí mà còn là cây hút vận khí tốt, giúp đem lại nhiều tài lộc, giàu sang cho gia chủ. Ngoài ra, bạn cũng cần tìm hiểu những loại cây là nơi ở của vong linh, hấp thụ âm khí, nên nếu như trồng loại cây này trong nhà thì không khác gì mở đường xui xẻo cho bản thân và gia đình. Quan trọng hơn là nên tìm cách để cải tạo cho căn nhà được ngập ánh sáng. Ánh sáng mặt trời cũng là một dạng khí dương quan trọng. Nếu các phòng có nhiều ánh sáng thì càng dễ xua đuổi năng lượng xấu. Ngược lại, nếu căn nhà ẩm thấp, quá âm u sẽ tạo điều kiện cho âm khí thẩm thấu và tạo môi trường,
điều kiện tốt cho ma quỷ dễ dàng xâm nhập. 4.2 Sống lương thiện. Một người sống lương thiện thì dương khí rất mạnh, hay còn nói là có vía cao, thì ma quỷ sợ, họ không dám đi theo chọc phá. Càng lương thiện thì dương khí của chúng ta càng mạnh mẽ. Khi tìm hiểu tần số rung động là gì, chúng ta đã biết rằng mỗi người có một phần hào quang bảo vệ, đó chính là dòng năng lượng ngăn chặn ta khỏi sự xâm lấn của thế giới tâm linh, đó là một dạng trường sinh học đặc biệt. Phần năng lượng không thể nhận diện bằng mắt thường, nhưng nếu ai đó có thể nhìn thấy dòng năng lượng này sẽ biết chúng có màu trắng đục và hơi nhạt, còn tùy ở mỗi người, có người lại màu trắng sữa cũng tùy theo mạnh hay yếu mà màu có thể nhạt hay đậm. Tùy theo mạnh yếu mà dòng năng lượng dương này sẽ là một bức tường vô hình cản trở ma quỷ xâm nhập. Các vong linh đi theo chúng ta cũng có thể là một con vật có linh tánh nào đó từng bị ta giết hại trong kiếp trước hoặc kiếp này, vì quá oán giận nên chúng tìm cách đi theo chúng ta. Oan hồn này khi đủ duyên thì nó xuất hiện cạnh ta, luôn đi theo phá quấy, đòi mạng. Vậy nên, trong cuộc sống hàng ngày, khi chọn nghề hãy chọn công việc lương thiện, tránh sát sanh hại vật để không tạo ra món nợ mới, và nếu được thì hãy phát tâm từ bi, phóng sanh cứu vật thường xuyên trong khả năng của mình. Như vậy chỉ cần tập trung làm việc thiện, trở thành người tốt là chúng ta đang tự làm cho bản thân dần xa ma quỷ, chúng dù có muốn cũng không thể đến gần.